Nào, vô. Em bỏ đi như vậy là không có được đâu đó. Ba mẹ Dương đã mất khi chị lấy ổng, cho nên đó, chị không phải chịu cảnh làm dâu. Nhưng chắc chị không dám bỏ đi chơi khi mẹ chồng lên thăm đâu. Có khi việc không phải chịu cảnh làm dâu lại là thiệt thôi. Biết đâu còn cha còn mẹ, Dương sẽ không sống một cuộc sống bạc mạng. Và rồi thiếu trách nhiệm với gia đình đến như vậy. Chị cũng đã từng biết đến những người đàn ông, họ có thể làm tổn thương vợ, nhưng với cha mẹ của họ thì không dám. Đó là lý thuyết thôi chị ạ. Còn thực tế, đa phần đám đàn ông á, có bao người chịu gia đình như anh Thắng nhà em. Em nói thiệt với chị nha, em không ưa được cái lối sống miệt vườn, nó không hợp với em. Sao anh Thắng khác họ nhiều đến như vậy? Nè, em thấy lạ mình lắm. Cũng có khác thì em mới lấy nó, đúng không? Đó là khi anh sống xa gia đình, ở bên cạnh một mình em thôi. Chị không thể hiểu nổi Thắng trở mặt như thế nào đâu. Mỗi khi người nhà Thắng xuất hiện, lúc nào cũng lên mặt ta đây. Ra điều là cai trị được em. Đó là cái thói quê mùa mà em ghét nhất của thằng cha này. Ngọc á, còn có vết trầy mà. Nè, chị hỏi thăm chút. Mỗi năm những người miệt vườn đó lên thăm vợ chồng em mấy lần? Bất tử chị ơi, hình như họ thấy em không mặn mà lắm, có vẻ như là ít hơn. Mà thôi kệ, mình bận bù đầu bù cổ cả ngày, họ bớt lên thì mình đỡ phiền hà thôi à. Em cũng đã cố gắng lắm, nhưng không thể quen được cái lối sống luộm thuộm và kiểu tùy tiện của mọi người. Đã vậy họ còn hay bình phẩm, gây sức ép cho Thắng về cái việc dạy vợ. Em mệt lắm chị ơi. Gốc gác chỉ là một chuyện, quan trọng vẫn là con người của Thắng. Thắng là người tốt, thành đạt và yêu vợ. Chuyện Thắng có bên mẹ, em phải nhìn ở góc độ tích cực hơn. Người đàn ông có trách nhiệm với cha mẹ và anh em thì sẽ có trách nhiệm với vợ con đó. Em cứ tin chị đi.